Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Salomon kết thân với Pharaoh vua Egypto, cưới con gái người, rước nàng về thành David, đợi xây cất xong cung điện riêng mình, đền của Đức Giê-hô-va và tường thành chung quanh Jerusalem. Dân sự hãy còn dâng của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bấy giờ chưa có xây cất đền nào cho danh Đức Giê-hô-va. Salomon kính mến Đức Giê-hô-va và đi theo các luật lệ của David cha mình, song người dân của lễ và sông hương tại trên nơi cao. Vua đi đến Gabaon đặng dân của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất. Trên bàn thờ đó, Salomon dâng 1.000 con sinh làm của lễ thiêu. Tại Gabaon lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chim bao và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Salomon thưa rằng: Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi, theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người, mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế David là cha tôi. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ. Vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Salomon đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến đổi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đổi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại, nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm. Bây giờ Salomon thức dậy, thấy là một điềm chiêm bao. Người trở về Jerusalem, đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân, và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Bây giờ có hai con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói: Chúa tôi ơi, người đàn bà này và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó. Sau 3 ngày, người này cũng đẻ. Chúng tôi ở chung nhau, chẳng một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà, chỉ có hai chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya, người trỗi dậy, và trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi mà để nó nằm trong lòng mình, rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi. Sáng sớm, tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết. Nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ càng, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ. Người đàn bà kia trả lời rằng: Không phải vậy, vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai mày.
Song đàn bà này nói không phải vậy đâu, đứa chết là con trai mày, còn đứa sống là con trai tao. Hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua. Vua bèn phán rằng, người này nói đứa còn sống là con trai tao và đứa chết là con trai mày. Người kia nói không phải vậy đâu, song con trai mày ấy là đứa chết và con trai tao ấy là đứa sống. Vua bèn tiếp rằng, vậy hãy đem cho ta một cây gươm. Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán, hãy chia đứa trẻ sống làm hai, phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia. Nhưng mẹ của đứa trẻ sống vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, bèn tâu với vua rằng, ôi chúa tôi, xin hãy cho người kia con trẻ sống chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng, nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mày, hãy chia nó đi. Bây giờ vua cất tiếng phán rằng, hãy cho người này đứa trẻ sống, chớ giết nó, ấy là mẹ nó. Cả Israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng xử đoán công bình. Chương 4. Vua Salomon trị vì trên cả Israel. Này là các triều thần của người: Asaria, con trai thầy tế lễ Sa-đốc; Eliorep và Ahiya, con trai của Shisha làm ký lục; Jehoshaphat, con trai Ahilud làm thủ bộ; Benaya, con trai Jehoiada làm tổng binh; Sa-đốc và Abiatha làm thầy tế lễ; Asaria, con trai Nathan làm đầu các quan lại; Sa-bút, con trai Nathan làm tể tướng và là bạn của vua; Ahisha làm quan cai cung điện; và Adoniram, con trai Abda, coi việc cống thuế. Salomon có 12 người làm đầu quan lại cai trị cả Israel để cung cấp lương thực cho vua và cho nhà vua. Mỗi người trong một năm phải cung cấp một tháng. Này là các tên họ: con trai Hurơ coi về trong núi Ephraim; con trai Đê-kê coi về Ma-cát, Sa-an-bim, Bết-sê-mết và Elon của Bết-ha-nan; con trai Hê-sết coi về Arubot, người coi luôn Sô-cô và cả xứ Hê-phe; con trai Abinadab coi cả đồng cao Đô-rơ; Ta-phát, con gái Salomon là vợ người; Ba-ana, con trai Ahilud coi Tha-anát, Megiddo và cả xứ Bết-sê-an ở gần Sạc-hang dưới Gít-rê-ên, từ Bết-ê-san cho đến A-bên-mê-hô-la và cho đến khỏi bên kia dốc Mê-am. Con trai Gê-bê ở tại Ra-mốt của Ga-la-át, người coi thôn Giai-rơ ở trong Ga-la-át. Giai-rơ là con trai của Ma-na-xê. Người cũng cai trị miền Ạc-gốp trong Ba-san, 60 thành lớn có tường thành và then cửa đồng. Ahinadab, con trai Ido ở tại Mahanaim. Ahimát trong địa phận Nephtali. Người cũng cưới một con gái của Salomon làm vợ tên là Bát-mát. Ba-ana, con trai Hushai ở trong xứ A-xe và A-lốt. Jehoshaphat, con trai Pharuác coi về Isaka. Shimei, con trai Ela coi về Benjamin. Gebe, con trai Uri coi về xứ Galaad. Thuở xưa vốn là xứ của Sihon, vua dân Amorit, và của Óc, vua Ba-san. Chỉ có một mình người làm đầu quan lại coi về cả miền này. Dân Juda và Israel đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi. Salomon cai trị trên các nước, từ sông Cái cho đến xứ Philippines, cho đến ranh Egypto. Các nước ấy đều tiến cống và phục Salomon trọn đời người. Lương thực của nhà Salomon cần dùng trong mỗi ngày là 30 cô rơ bột miếng lọc và 60 cô rơ bột miếng thường, 10 con bò mập, 20 con bò nơi đồng cỏ và 100 con chiên, không kể nai đực, hoàng dương, cà tông và vịt gà nuôi mập. Vả lại, Salomon cai trị trên các xứ ở bên này sông, trên các vua của mấy xứ đó từ Tiếp Sắc
cho đến Gaza và người hòa hảo với các dân ở bốn phía. Trọn đời vua Salomon trị vì, dân Juda và Israel ăn ở yên ổn vô sự từ Đan cho đến Beersheba. Ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Salomon có 4 vạn tàu để ngựa gác xe và 1.200.000 lính kỵ. Các người làm đầu quan lại mỗi người 1 tháng lo sắm sửa đồ cần dùng cho vua Salomon và cho hết thảy những người được nhận tiếp nơi bàn vua, chẳng thiếu chi hết. Họ theo phiên mình, mỗi người sắm sửa đem đến nơi vua ở lúa mạch và rơm cho ngựa dùng để kéo và để cởi. Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển. Sự khôn ngoan của Salomon trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương Đông và sự khôn ngoan của người Ai Cập. Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ethan, người Ezrahit, hơn Heman, Canh Côn và Đạt Đa là các con trai Ma-hôn. Danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh. Người nói 3.000 câu châm ngôn và làm 1.000 năm bài thơ. Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Liban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách. Người cũng có luận về loài vật, chim, loài côn trùng và cá. Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Salomon, và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người đều sai sứ đến. Chương 5. Hiram, vua Tyre, hay Salomon đã được sức dầu làm vua đặng kế vị cha người, bèn sai tôi tớ mình đến cùng người, vì Hiram vẫn yêu mến David luôn. Salomon sai sứ nói với Hiram rằng: vua biết rằng David thân phụ tôi, không cất được một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, vì cớ chinh chiến thù nghịch vây tứ phía người, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đã khiến chúng nó phục dưới chân người. Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi bình yên tứ phía, chẳng còn cừu địch, chẳng còn tai họa. Vậy, tôi tính cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, theo như Đức Giê-hô-va đã phán cùng David cha tôi mà rằng: con trai ngươi mà ta sẽ khiến ngồi trên ngai ngươi kế vị ngươi sẽ cất một cái đền cho danh ta. Vậy bây giờ, xin vua hãy truyền cho đầy tớ của vua đốn cho tôi cây bá hương trên núi Liban. Tôi cũng sẽ truyền cho các đầy tớ tôi giúp đỡ các đầy tớ vua, và tôi sẽ phát cho vua công giá của họ tùy theo vua sẽ định, vì vua biết rằng chẳng ai trong chúng ta thạo đốn gỗ như dân Sidon. Khi Hiram nghe lời của Salomon thì mừng lắm mà rằng: ngày nay đáng khen ngợi thay Đức Giê-hô-va vì đã ban cho David một con trai khôn ngoan để trị vì dân sự lớn này. Hiram bèn sai sứ đáp lời cho Salomon rằng: tôi đã nghe được lời vua sai nói với tôi. Mọi điều vua ước ao về gỗ bá hương và gỗ tòng thì tôi sẽ làm hết. Các đầy tớ tôi sẽ kéo gỗ ấy từ Liban đến biển, đóng bè thả biển cho đến nơi vua sẽ chỉ cho. Ở đó tôi sẽ xả nó ra và vua sẽ nhận lấy đem đi. Còn vua sẽ làm cho thỏa ý tôi mà cấp lương thực cho nhà tôi. Vậy Hiram cấp cho Salomon gỗ bá hương và gỗ tòng bao nhiêu tùy người muốn. Còn Salomon cấp cho Hiram 2 vạn cô rơ lúa mạch dùng làm lương thực cho nhà người và 20 cô rơ dầu rất trong. Đó là số Salomon cấp cho Hiram mỗi năm. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Salomon y như Ngài đã hứa với người. Hiram và Salomon hòa nhau và lập giao ước với nhau. Vua Salomon chiêu mộ trong cả Israel những người làm sâu, số là 3 vạn người, sai họ đi đến Liban, thay phiên mỗi tháng 10.000 người. Họ ở 1 tháng tại Liban và 2 tháng nơi nhà mình. Adoniram quản xuất người làm sâu. Salomon còn có 7 vạn người khiêng gánh và 8 vạn người đẽo đá trong núi, không kể những đốc công, số là 3.300 người mà Salomon đã đặt coi sóc công việc và sai khiến dân làm việc. Vua truyền họ lấy đá lớn, đá quý giá mà đẽo đi, đặng dùng làm nền của đền thờ.
các thợ của Salomon và của Hiram với người Gibelit đẽo đá và dọn cây cùng đá đặng cất đền. Phúc âm Luca chương 1. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sa-cha-ri, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái A-rôn. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Vả, Sa-cha-ri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi, nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người là sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Sa-cha-ri và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thế gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng: Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Marie, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Jesus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì
không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùi giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Bây giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai. Xóm riêng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sa-cha-ri theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng: Không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói: Trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Sa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng: Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm riền đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Bây giờ Sa-cha-ri cha con trẻ ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Thi Thiên 9:14. Hỡi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Hỡi quan sát thế gian, hãy trỗi dậy, báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo. Hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác sẽ được thắng cho đến chừng nào? Chúng nó buông lời nói cách sắc sược, những kẻ làm ác đều phô mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng nó chà nát dân sự Ngài, làm khổ sở cho cơ nghiệp Ngài.
Chúng nó giết người quá bùa kẻ khách và làm chết những kẻ mồ côi. Chúng nó rằng Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào. Hỡi người u mê trong dân, khá xem xét. Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ngoan? Đấng đã gắn tai, há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắng con mắt, há sẽ chẳng thấy ư? Đấng sửa phạt các nước, há sẽ chẳng phạt sao? Ấy là đấng dạy sự tri thức cho loài người. Đức Giê-hô-va biết rằng tư tưởng loài người chỉ là hư không. Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt và dạy luật pháp Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. Vì sự đoán xét sẽ trở về công bình, phàm kẻ nào có lòng ngay thẳng sẽ theo. Ai sẽ vì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ? Ai sẽ đứng binh vực tôi đối cùng kẻ làm ác? Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ tôi, ít nữa linh hồn tôi đã ở nơi nín lặng. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói chân tôi trợt, thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi. Ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, há sẽ giao thông với Chúa sao? Chúng nó hiệp nhau lại nghịch linh hồn người công bình và định tội cho huyết vô tội. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cao của tôi, Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức nơi tôi nương náu mình. Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ diệt chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.